mình sẽ giới thiệu đến anh em lý do mà mình giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm ở trên bàn này là đã có rất nhiều anh em hỏi mình tìm đến một con máy ngang mà nó có một cái giá cả rất là phù hợp để cho những cái người chuẩn bị bước vào môn máy ngang dễ chơi ha. Thì tiếp nối sự thành công của cái dòng cần Nobi 3 năm về trước thì cũng giới thiệu sơ qua với anh em là cái cần Nobi máy ngang máy Nobi 2018 mình cũng đã về lần trước và đề nước có giới thiệu với anh em rồi, nhưng mà lần này thì mình về cái số lượng nó hơi khá lên chút để phục vụ cái nhu cầu của anh em. Thì cần Nobi là một cái coi như là đã phổ biến đến với anh em rất là lâu. Đó. Đây là Nobi 2018 ha. Đó, xoắn trên toàn thân. Đầu và góc bị xoắn hết. Đó, nhìn thấy không? Thì cái để tiếp nối cái sự mà ưu ái của cái sản phẩm Nobi với anh em, thì mình hôm nay mình đã quyết định đem về những cái dòng máy Nobi vừa rẻ tiền để chơi với cái cây Nobi đó. Thì trước mặt anh em đây là hai cái dòng máy. Đây, cái con màu xanh này là dòng Blazer. Blazer cũng nghĩa là chính là cái dòng này. Đây, dòng Laser Bass, anh em thấy ha, nó có chữ Laser đó ha, đây là Laser Bass. Thì cái dòng này nó cũng mang tên là Laser rồi, mình chỉ đây, nhưng mà em đó thì ngặt có cái màu quá, cái màu nó hơi chói chút xíu ha. Mình chỉ bây giờ đầu tiên mình nhìn sơ qua, rồi chút xíu nữa mình sẽ đi vào cái chi tiết, cái thông số kỹ thuật của em nó. Rồi cái dòng thứ hai đó chính là dòng non sắt. À, đây là dòng non sắt. Nó có đại diện cái dòng non sắt là có hai màu, đó là cái đỏ đen và cái xám than, xám đó tối đó. Đây là dòng non sắt. À, dòng non sắt này có hai màu, thứ nhất là màu xám đen, và màu thứ hai đó là màu đỏ đen, cũng dòng non sắt. Cái video này chắc lẽ mình sẽ nói chuyện hơi lâu chút xíu. Đó, đầu tiên á là trước khi nhập về, mình một vài bạn, nói chung là số đông nói thôi mình anh ơi sao anh không nhập kiếm những cái dòng máy mà cho cái giá tiền nó phù hợp, thì mình cũng rất là đắn đo để mà quyết định nhập về một cái dòng máy nào đó. Trên thị trường này là nếu mà tầm ở cái giá mà từ giá 900 mấy chục ngàn cho tới 1 triệu 1, 1 triệu 2 á, thì nó rất là nhiều, đúng không? Ví dụ như anh em có điều kiện thì bước hẳn lên Shimano hay là Daiwa gì đó thì cái chuyện đó mình đâu có bàn gì được nữa. Nhưng mà đôi khi có những những anh em người ta có cái nhu cầu tới đó, thì điển hình như là
cái dạng khách đầu tiên là họ muốn những khách hàng đó muốn bước vào thế giới máy nghe mà với một cái túi tiền thật là hợp lý. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là những cái người có sinh viên có cái thu nhập nó vừa phải thôi thì người ta muốn chia ra một cái số nhỏ nhỏ để người ta tận hưởng được những cái dòng máy nghe đó. Thì với hai cái yếu tố đó, đó thì mình mới quyết định nhập cái Novi này về, dòng máy Novi laser và Nonsex. Bản thân mình cũng rất là đắn đo, đây là một cái dòng máy mặc dù nó đã có trên thị trường ở Nga và Ấn Độ rất là lâu nhưng mà ở Việt Nam mình thì chưa đó, cho nên mình quyết định đẹp vậy. Về cái cảm quan bên ngoài rồi bắt đầu mình sẽ đi vào chi tiết anh em. Về cảm quan bên ngoài anh em nhìn, ai đã từng xài qua Abugasia thì em nó có một cái gì đó mang dáng dấp của Abugasia, như là điển hình như chỗ này đó. À. Rồi cái tay quay này nè, cái tay quay mà nó cong như vậy nè anh em thấy nè ha, thì anh em sẽ liên hệ tới cái hãng nào đó nếu anh em từng xài không nè. Cái tay quay mà gọi là swift handle nè đó, thì anh em sẽ liên tưởng tới liền. Trong những video trước mình đã có cái một vài clip ha. Đó, một vài clip cho anh em ở clip trước. Đó, này công nè. À, để gì nè anh em thấy dễ nè. Thấy không? Đó. Thấy không? Rồi, đó là cái về cái cảm quan thứ nhất bên ngoài. Đó là nó hao hao. Nó có một điều gì đó nó hao hao trong cái dòng máy Abugasia. Đặc biệt nhất là cái chỗ chỉnh thắng, chỉnh cái red. Cái praise chứ không phải red. Rồi. Đó là cảm quan đầu tiên. Cái cảm quan thứ hai là em nó có những màu sắc quá tươi tắn ha, nó rất là tươi đó, như là màu xanh lá chuối nè, rồi màu đỏ đen cổ điển ha. Rồi, đó là hai cái cảm quan cái bên ngoài. Bắt đầu mình sẽ đi vào chi tiết của cái dòng Novi Nonsex. Ha, à, thì cái dòng đầu tiên nó để là with removing slide cover, có nghĩa là removing slide, slide là cái nắp bên đây nè, cái nắp bên còn lại đối xứng đối diện với cái tay quay gọi là slide. Nó nói rằng cái nắp này, hãng Novi nói cái nắp này rất là dễ gỡ ra, rất là đơn giản để gỡ ra. Thấy không? Dễ gỡ ra. Đó. Cái thứ hai là CNC machine aluminum spool. À, cái này được gia công CNC, có nghĩa là cái buôn này được gia công CNC. Nhớ không? À. Nào để đây để chút xíu nhắn lại. Rồi, em nói được sử dụng mặt đạn chống trả ngược một chiều, chiều quay tới thì được, nhưng mà chiều quay lui thì không được. Đó là cái tiếp theo. Rồi, một cái nữa, hydrogen rapid body and side cover, có nghĩa là cái chất liệu nó về cái main material của cái máy này, đó chính là rapid. Và con máy này rất là nhẹ nha, super lightweight, rất là nhẹ.
rồi kèm đó là hai cái handle knob này là bằng chất liệu Everfoam, ha, Everfoam là rất là cứng ha. Rồi cái điểm ấn tượng nhất trong cái dòng nông sách này đó chính là 11 ball bearing và mắc rest lên, max power rest lên tận 8 kg. Đó là theo nhà sản xuất Novi công bố trên trang web của mình. Anh em vào Google đánh cho mình cái dòng chữ noisebcnpoint.com ha. Vào cái ở trên hàng trên cùng nó có những cái tab nhỏ nhỏ, anh em vào cái mục reel RAEL và chọn ra cái nhìn để nhìn thấy được những sản phẩm này trên cái trang đó. Thì mình đã coi ở trên cái YouTube, mình sẽ thấy hai cái nước mà sử dụng cái con máy này rất là phổ thông nhiều, đó chính là nước Nga và thứ hai là nước Ấn Độ ha. Cũng có những cái bạn đã review sản phẩm này nhưng mà trên tại thị trường Việt Nam thì mình chưa thấy, cho nên mình cũng cố gắng để mà đi sớm chút xíu. Đó là về cảm quan bên ngoài, rồi xong xuôi thông số kỹ thuật, rồi bây giờ tới cảm quan thực tế. Và sau clip này mình sẽ thông báo cái chương trình để mà gọi là kinh doanh con này. Bây giờ mình đem ba con mẫu này về xong xuôi, mình chưa kinh doanh, ít nhất đến 3 tuần sau hoặc là 4 tuần sau thì mình sẽ bắt đầu kinh doanh. Thì trong 3 đến 4 tuần này mình sẽ nhờ hai người bạn và cũng là người em rất là thân thiết của mình đó, sẽ test con này, test về hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái cast và cái retrieve, có nghĩa là quăng đi và thu vào, để coi cái chỉ dây nó như ra như thế nào và thu như thế nào, để test được cái mắc power rest nó này thì chắc chắn là sẽ phải test cỡ con cá cha trở lên, tại vì con cá cha nó mới cỡ 7-8 kg, còn cá lóc không có, chưa thấy 7-8 kg, tức là rất là hiếm có nhưng rất là hiếm ha. Rồi thì mình sẽ trải qua được hai cái quá trình test đó. Thứ nhất là test quăng ra và thu vào để coi cái cách vận hành của con máy này và cái độ mượt độ trơn nó như thế nào đó. Rồi sau đó để test thử cái hệ thống chống có dây trên trang web của Novi CN.com cho rằng cái hệ thống này rất là đặc biệt, nó kết hợp giữa hai hệ thống, thứ nhất là từ tính Maxnet và thứ hai nữa là ly tâm đó. Thì ở đây thì bằng trực quan mình mở máy ra thì mình chỉ thấy ở đây nó chỉ là từ tính thôi. Đây đó, chỉ là từ tính thôi, thấy không? Chứ chưa thấy cái trên đây, chưa thấy một cái động tĩnh gì, một cái dấu hiệu gì để cho thấy nó có thêm cái gọi là cái hệ thống phản ly tâm. Rồi đó là cái cảm quan chính xác của mình mà mình thấy ha. Nhưng mà đó là cái vấn đề, một cái vấn đề nữa chính là cái bottom relay, là cái nút để mà nhắn cho cái bull nó tự ghê nè. Cái âm thanh anh em nghe kỹ nha, âm thanh này rất là sắc đó, cắt 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 cắt, âm thanh chính phát. Đó là cái điểm mà đầu tiên mà mình sẽ cảm thấy dường như có cái kích thích với nó, chứ khoan. Còn về đánh giá, hỏi anh ơi máy này có bền không? Đó, thí dụ khách hàng sẽ để lại câu hỏi, anh ơi có bền không? Thì với những cái trang bị điển hình như là aluminium spool, rồi cái handle cũng là aluminium ha, trang bị cái Evernote này nó vậy, rồi cộng với lại là hệ thống 11 mặt đạn, maximum rest power là 8 kg, thì bản thân mình đã có một cái sự tin tưởng, bản thân của mình có sự tin tưởng đây là những sản phẩm phù hợp với túi tiền của những anh em mà có cái thu nhập
thấp thấp chút xíu ha. Rồi đó là về cái cảm quan bên ngoài mình có rồi nè, rồi cảm nhận trên tay, chỉ còn cái đánh giá thực tế thôi. Đánh giá thực tế thì cái clip này là clip episode số 1, clip này là sẽ là clip đầu tiên. Sau một tuần hoặc là ngày mai ngày mốt gì đó mình sẽ cho đi, em nó vận hành trong cái đời thực, trong thực tế. Thì về mình sẽ làm lại nữa, có nghĩa là cái clip về cái máy Lobi dòng laser và dòng nông sách này mình sẽ làm rất là nhiều cái clip để mình theo dõi từ từ, sẵn anh em nó theo dõi luôn ha. Thì hai cái dòng này thì mình giới thiệu rồi, bên cuối cùng mình sẽ nói về cái giá đề cử sắp sửa bán ở trong cái khoảng 3-4 tuần về sau. Thứ nhất là cái dòng laser này mình sẽ bán kinh doanh nó là 950.000 ha, 950.000. Và cái dòng nông sách này nè mình sẽ bán kinh doanh là 1.100.000 ha. 1.100.000 này anh em kết hợp với cây Nobi đó, 1.100.000 à, anh em kết hợp với cây Nobi khoảng tùy theo cái độ dài, ví dụ như từ 1.000.000 nè, rồi 1.050.000, 1.100.000 hoặc 1.150.000 đó. Rồi anh em, rồi mình sẽ nhìn trực tiếp khi mà cái con máy này nó lên trên cái cây Nobi 2018 thì nó sẽ ra sao. Rồi sau đó anh em sẽ chọn được cái màu máy mà mình yêu thích, thấy không? Đó. Thì đầu tiên theo bản thân mình thì con này nó là đen đỏ, thấy không? Mình sẽ chọn con máy đỏ đen. Đây, đây là trên mình coi. Đó, anh em thấy chưa? Ha. Quay 360 độ cho anh em coi luôn. Ha. Đó, đó là màu đỏ đen. Rồi mà thứ hai đó nghĩa là cái xám thật là đậm cộng với các cái quà tiết màu vàng lên với cây đỏ đen, anh em nhìn nhé, cậy thử ra ha, nhìn nhắm sơ qua thử là nó như thế nào. Đó, rồi xong tới cuối cùng một cái màu rất là trẻ trung, đó chính là màu xanh lá chuối dòng laser. Dòng laser chỉ có màu này thôi, nó còn một màu nữa nhưng mà kia thấy nó cũng bình thường cho nên mình chọn cái màu này, có nghĩa là hai cái nó đã có đặc trưng rồi, thì cái con này nó có cái style riêng chút xíu nè. Này anh em thấy nhìn ha, rồi đó là khi mà em nó lên trên cây cần Nobi 2018 thì anh em cũng đã thấy rồi. Rồi tới tiếp tục một cái giống như tất cả những mặt hàng mới vừa xuất hiện trên thị trường thì mà mình sẽ kinh doanh trong tương lai, thì mình cũng muốn nhân dịp này mình muốn gửi đến những anh em nào đã sẽ trong tương lai, ví dụ như mình lần sau nhập về khá hơn nhiều máy này, thì muốn khi mà anh em mua một cần Nobi 2018 ha, xoắn toàn thân và cộng với một con máy dòng laser hay là dòng nông sách gì đó, mình muốn gửi đến anh em một cái con mồi đó, nó có giá trị. Thứ nhất là cái cần và máy đều giá như vậy, không lên không xuống gì hết, nhưng mà mình muốn gửi thêm một món quà, đó là một cái con mồi cho mỗi khi mà anh em mua cái combo này đó ha. Khi nào hết cái lọt máy mà mình sẽ nhập về trong tương lai đó, thì coi như là mình sẽ chấm dứt chương trình, giống như cái gửi đến là một lời cảm ơn rất là chân thành đến anh em. Thì trải qua nhiều cái video rồi mình cũng có ban kinh doanh nhiều sản phẩm, thì cái sản phẩm này là sản phẩm để dành
cơ bản nó giống như là cái dành một cái bộ combo dành cho người mới bước vào môn lu máy ngang chơi. Đó là một cái thứ nhất. Rồi dành cho cái người có thu nhập tương đối vừa phải, và một cái dạng khách hàng mà muốn trải nghiệm được con máy ngang mà không muốn bỏ một chi phí quá lớn, dành cho những cái hãng nổi tiếng trên thế giới chẳng hạn. Rồi thì sau cái clip này mình cũng rất là mong anh em sẽ đặt nhiều cái câu hỏi ra về không cái cần thì chắc lẽ anh em ít đặt câu hỏi nữa rồi, tại vì nó đã quá lâu để chứng minh em nó đã khẳng định được một cái nấc thang nào đó. Thì bây giờ mình hy vọng là anh em sẽ đặt những câu hỏi về những con máy này ha, để mình có thể trả lời đáp ứng được cái thắc mắc, cái nguyện vọng của anh em về cái con máy này ha. Mình cũng xin chân thành cảm ơn anh em. Em nói mới gì về luôn đó, rồi mình cũng làm luôn, nhưng mà tài liệu này thì mình đã đọc trước rồi. Ok, một lần nữa mình cũng xin cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Hello, bye bye anh em nha. Hello, thì giống như cái clip khi nãy mình đã nhờ một cái người em, cũng là một cái người bạn của mình, và Lưu Nguyễn là một cái người em đã từng sử dụng qua những cái máy ha. Thì hôm nay mình cũng nhờ Liên Nguyễn đến để mà tham khảo và có cho một vài nhận xét về cái em máy Novi Nomosus và cái Novi Blazer này ha. Ok, mời anh Nguyễn. Hi, xin chào tất cả các anh em. Cũng lâu lắm rồi mình cũng mới làm lại cái video clip chung với người anh của mình, tức là anh Nguyễn Anh Tùng. Thì cũng anh em đã biết là cái dòng cầm Nobi á, nói trước mình đã nói về cái dòng cầm nó trước, thì dòng cầm Nobi thật sự ra thì nó rất là phù hợp cho những anh em nào mới tập chơi về dòng cầm Nobi. Và mình cũng đã sử dụng rất là nhiều dòng cầm rồi, thì mình cảm thấy cái cây cầm của Nobi á thì nó rất là vừa tầm giá, về chất lượng thì cũng gọi là ok. Nói chung là những anh em là mới tập sự hoặc là mới vào cái môn đua này thì hầu hết ai cũng để ý cầm Nobi. Thứ nhất là cái model của nó rất là nổi bật, và cái hình cái thiết kế của cầm rất là đẹp, và thứ hai là rất là nhẹ. Và mình cũng đã cảm nhận và sử dụng về dòng cầm Nobi rất là nhiều, cũng trải nghiệm qua một thời gian cũng khá dài, và mình cũng rất là hài lòng về nó. Và hôm nay thì cũng là được nghe anh Tùng nói là hôm nay anh là một cái dòng máy của hãng Sony, và cũng muốn trải nghiệm về cái dòng máy này. Thì hiện tại là mình có 3 mẫu của Sony, mình cũng không nhớ tên. Đầu tiên khi mà mình cầm con máy trên tay thì nó rất là vừa vặn. Và một cái dòng nữa là mang tên nó là Blazer. Blazer là cái giống như cần này luôn á. Cái dòng này để mình nói sao đó. Thì cái cảm nhận đầu tiên Liên Nguyễn thấy những con máy này sao? Cảm nhận của em đầu tiên là em cảm thấy cực kỳ đẹp, bắt mắt. Mình thì mình thích cái vấn đề cái này. Cầm màu này rất là dứt khoát. Đúng rồi. Và nó rất là cơ khí, nó có cái âm thanh gọi là chịch mà nó rất là bấm vô là nghe cơ khí liền. Đó là cái đầu tiên mà mình cảm thấy là với cái cảm nhận thứ hai của em là khi dập nó là bon. Cái này cũng đúng, nó làm đánh vào cái tâm lý người câu là nhân câu chúng ta thì sẽ thích cái gì trơn và mượt. Thì
càng phải, nếu mà nói về cái độ mượt thì phải càng càng nhiều bạn đạn nó mới mượt được, thì trong khi đó My là đã có tới 11 bạn đạn, có nghĩa là 10. Và cái thứ hai là mình thích cái điểm là khi mà bắp phải đưa ra con ngồi, khi mình ném ngồi thì cái bắp nó rất là nhẹ. Cái một cái mình cũng lo lắng vậy nè, là cái con cá này mặc dù nó trong cái tầm giá 1.1 triệu à, nhưng mà con cá là nó để 10 cộng 1 con berin. Thì có nhiều anh em từng sử dụng qua các hãng máy câu trên thị trường á, có một cái câu hỏi là không biết là thật sự con này nó có 11 và mặt nặng không. Nhưng mà đây là hãng Novi, đây là một cái hãng Novi và có một cái trang web chính thức, và cái sản phẩm đã được khẳng định cái thương hiệu của Novi đó chính là cái cây cần đó. Thì không thể nào mà với một cái hãng lớn như vậy mà nó ghi thông số lại sai sự thật được, thì cái này là điều chắc chắn mà anh em cứ an tâm tin tưởng, đúng không? Ví dụ có nhiều người ta nói ủa trời máy này có chuyện mấy sao mười cả chứ anh, rồi em mua ở ngoài máy chính hãng, máy này họ đồ 5-6 triệu đâu có khi nào mượt lại gì. Đó là những gì tôi ghi trên trang web là điều đó là điều sự thật ha. Thì cho nên anh em an tâm về cái bản 11 với One Building. Còn cái điều thứ hai nữa là cái gì không, nói cho Nguyễn nghe luôn nè, maximum red power 8 kg. Đúng rồi. Kinh hoàng không? Thường á, theo em biết á, và cái kiến thức của em á, em biết là thường mấy ngàn á, cái mắt rác nó chỉ dữ lắm là 5 kg, trung bình là 3-4 kg, đúng không? Mà hôm nay lên tới 8 kg là mình nó khẳng định một điều là con máy này thật sự là không phải là tại không chừng con máy này có thể đánh cá cha lên cái đường nó, mà nếu mà này nào đánh tay một ngầm chơi có thể nha, nên là mình nói có thể, nói chung là nó sẽ không có phải đúng chuyên môn của nó, về chuyên môn rất là lua, nhưng mà buồn đánh cá cha để test nó luôn cũng có phải là gọi là được, phải không? Thì ví dụ như cái cần gì thì không thấy cái màu máy nào không? Theo em thì em thấy cái dòng cái con máy em đang cầm năm sớp này mà cái phối hợp giữa cái màu đen và cái màu đỏ gọi là black red á, nó hợp với cái cần Novi hơn. Rồi đúng rồi, thì cái này về cơ bản là cái màu đen đỏ thì nó kết hợp với đen đỏ thì nó sẽ thấy phù hợp. Đúng rồi. Nhưng mà anh thì anh nghĩ cái màu sáng bạc này cũng không phải là khó phối hợp đâu. Là tại vì có những người người ta không thích, có những người người ta ngại cái màu đỏ nhiều quá. Đúng rồi. Người ta muốn sẽ tìm đến con máy mà nó có một cái độ lì xuống và trên đó có vài nét chấm phá thôi, điển hình như con này, con long sức này. Đúng rồi. Nếu mà anh em nào thích chơi theo cái kiểu gọi là phối cần phối máy rồi cho nó phù hợp với nhau á, thì anh em sẽ sử dụng cái dòng cái con máy long sức mà màu black red này. Còn nếu mà anh em thích cái độ mà gọi là lì của nó, nhìn vô cái cần là thấy lì thì sử dụng cái máy mà cho lên thử ra. Novi K5 cao này thì có một cái bắt cái mình rất là ăn ớt nha. Đúng là nó rất là vừa tay nè, mà cực kỳ những cái dòng cần mà cái bắt máy này khi mình cầm nó rất là ôm tay. Novi ok, nhưng mà nó bự như nè, khi mình cầm mình nắm mà mình sẽ rất là đau ở tay, thì Novi đã phát hiện điều này và đã thiết kế là cái bắt lại, bắt lại để cho người coi người ta sẽ ở việc đau tay hơn, tại vì khi mình cầm á mình chưa cảm nhận được đau, nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình vào cuộc chơi á, anh em sẽ quăng rất là nhiều lần, và khi anh em quăng thì cái này là cứ đẩy qua đây lại, đẩy qua đây lại thì nó sẽ làm đau cái phần này của mình. Em thứ nhất là cảm nhận được đó, và cái thứ hai là khi mình ra con máy vô, đúng không, mình ra con máy vô anh cầm rất là thoải mái, có nghĩa là nó không bị cọm bàn tay cái tay của mình. Vậy thì cái ví dụ với cái bộ cần gì nè, thì Thanh sẽ làm test thì mình cái test cho anh em, cũng như test cho anh em đang theo dõi kênh về cái con long sức này đó. Thì sau khi test trong thì làm thêm một cái video clip nữa để cảm nhận được cái độ ga dây và cái độ thu dây ha.
Đúng rồi. Rồi sau đó thì đến luôn cái bếp này, cái bếp tấm kiến này ha. Cho nó đẩy đây là sự kết hợp của hai anh em giữa Tùng và Lý Nguyễn để mà làm nên cái video clip này ha, để test từng chi tiết một để cho anh em tiện theo dõi ha. Ok rồi. Và mình sẽ cố gắng mình test cái máy này, có nghĩa là đã gọi là test cho tới, nghĩa là mình sẽ cho nó qua rất là nhiều môi trường, gọi là môi trường trải nghiệm chứ không phải là cưng. Nên từ đó mình mới đúc kết ra được con máy này được những cái yếu tố nào. Chứ nếu mà test trong hồ thì em nghĩ là bình thường. Anh thì anh sợ chứ, người anh ngại với vấn đề là cái nước sơn trong cỏ này nè. Thì dĩ nhiên tất cả những con máy dù có cao cấp như thế nào đi chăng nữa, xài nó phải sống dần theo thời gian thôi, đúng không? Nó phải sống dần thì không thể nào con máy mà mới hoài được. Đúng. 5 triệu hay 9 triệu 10 triệu vậy. Nhưng mà mình hy vọng là cái sau những cái lần test thì cái để mình coi luôn cái độ sơn, cái nước sơn của con này có như thế nào. Còn em thì nói chung nói chung là con máy mà chày hay không chày là do chính mình thôi. Chứ anh câu mình câu mà đúng rồi, anh em đi câu rất là nhiều lần vậy, em đi câu rất là nhiều anh em để ý họ khi mà họ dính cá rồi hay là họ bắt đầu họ mới tập trung vào con cá, họ quăng cái cần họ xuống có thể nằm gì là thì từ cầu quét cũng có thể chạy đi được cái đó mà những con nó như thế này, đúng không? Thì nói chung kỹ lưỡng hay không của bờ là do người, nhưng mà cái em đang cần ở đây đó lại sẽ cảm nhận cái độ thấp bên trong, có nghĩa là cái bộ độ lòng của nó có đủ điều kiện để mà chống lại lại những thứ sắp tới bật ra cho nó đối với em hay không. Có nghĩa là em sẽ là cho nó qua rất là nhiều, có nghĩa là thứ nhất là chuyên môn nó là luôn cái lóc, và cái thứ hai là em sẽ test cái brass của nó. Và con cá lóc ở đây thiên nhiên mình nó thì nếu mà lóc ký thì hiếm lắm, nên thì sẽ có một cái là không duy thông nó là em sẽ test thử lên mực độ cá trà để mình cảm nhận thôi nha, chứ không phải là mình nó con máy này là hút cá trà mà mình cảm nhận coi cái độ khỏe của máy như thế nào. Thì ok, thì sau clip này thì mình sẽ bắt đầu đi test, và sắp tới sẽ trong khoảng thời gian nào đó mình sẽ đưa ra cái cảm nhận của mình về con máy Snubino Shot này. Còn con laser này thì nó làm cái mặt quá tươi ha. Đúng rồi, làm mà đẹp. Không, nhưng mà nói chung thì cái màu sắc của con laser này thì anh em thấy nè, một cái màu rất là tươi, kèm với một cái tay quay handle là cái màu vàng này là màu vàng của hình như là màu vàng đồng hả ta? Đúng rồi, vàng đồng. Vàng đồng. Rồi trên cái nút nó có những cái quai vàng. Đó, quai vàng. Đây là trên mặt này. Và cái cảm nhận gì này không? Ở Toby á, cái này nó rất là mượt trời. Ừ. Cái nốt này hả? Hai cái nốt nó mượt ghê luôn. Đây nó xin chắc mình nghĩ là nó xin dùng một tặng luôn á. Em nghĩ là vậy. Có phải là một tặng luôn. Tại vì nó tới 10 cộng 1 con building mà. Thì nó chụp khỏi ra một tặng. Cái này mượt. Nhưng mà rất là cái thực tế thì mình cầm thấy nó mượt mà. Ngon, cực kỳ mượt luôn chứ đợi. Con này chi tiết đẹp lắm mà. Đúng rồi. Ok vậy xong cái clip này để mình giới thiệu đến anh em bạn Liên Nguyễn là người sẽ trực tiếp test cái cần Novi 218 K5 và cái con Nomsus ha. Thì bây giờ Nguyễn cũng như nhiều người, nhiều anh em đã phối hợp một cách là đã phối hợp cái cần Novi và cái con máy Nomsus màu đỏ đen để cho nó trùng. Ha. Đó, thì sau một thời gian nữa, 5 ngày hay 7 ngày hay là thậm chí 3 tuần thì mình sẽ có những kết quả và Liên Nguyễn sẽ truyền tải đến em những cái trải nghiệm thực tế ở trên những cái địa hình thực tế mà cái con long sức này sẽ sắp sửa trải qua. Mong anh em đón nhận ha. Đón nhận để tiếp tục theo dõi các cái episode, các cái chương mục về con Novi Long Sức 2018. Đây là một trong những con máy được cái đề cử, đó là con máy mới và popular, có nghĩa là con máy phổ thông và mới xuất hiện trên thị trường năm 2018 ha. Ok, xin chào anh em nhé.